Trở lại chương trình của bản tin ngắn. Trở lại chương trình của bản tin ngắn và chúng ta vẫn tiếp tục đi vào cái câu chuyện một công ty được mang tên là Trucking Company đã chính thức đóng cửa dưới thời của chính quyền Biden mà gần như đã làm mất việc làm 30.000 người. Một công ty chạy xe truck được mang tên là Màu Vàng Corporation, Yellow Corporation, đã đóng cửa vào ngày hôm qua sau 99 năm, một động thái ảnh hưởng sâu sắc đến hàng chục ngàn công nhân của Mỹ dưới thời của chính quyền Biden. Quyết định đã khiến 30 người trên toàn quốc sẽ thất nghiệp, KMBC đưa tin vào ngày thứ Hai. Lưu ý rằng những hoạt động bị dừng lại sau khi tranh chấp của công ty với công đoàn. Sự đóng cửa vĩnh viễn xảy ra khi một thẩm phán liên bang đã bác bỏ nỗ lực của Yellow Corporation nhằm đến ngăn chặn cuộc đình công của công đoàn. Công ty đã cảnh báo rằng cuộc đình công có thể khiến nó rơi vào tình trạng phá sản. Hãng tin AP thứ Hai đưa tin Yellow đang gặp khó khăn về tài chính và khách hàng rời đi hàng loạt, đồng thời cho biết thêm những người lao động không thuộc công đoàn bị sa thải vào ngày thứ Sáu. Teamster Union cho biết hôm thứ Hai họ nhận ra được thông báo pháp lý về tình huống này. Tin tức hôm nay thật đáng tiếc nhưng không đáng ngạc nhiên. Trong lịch sử, công ty Yellow đã chứng minh rằng họ không thể tự xoay sở mặc dù có hàng tỷ đô la cái tiền nhượng bộ cho công nhân và hàng trăm triệu đô la tài trợ cho chính phủ của liên bang. Một cái thông báo được đặt ở phía ngoài những xe tải màu vàng để đậu đang đậu đã thông báo cho khách hàng và nhân viên hoạt động sẽ tạm dừng vào ngày Chủ nhật. Theo tờ báo của KBMC cho biết Yellow đã nộp đơn phá sản, đồng thời cho biết thêm ngoài việc tranh chấp với công đoàn khoản vay 700 triệu đô la trong đại dịch của COVID-19, từ chính phủ và các hóa đơn khác đã tăng lên theo thời gian đối với công ty. Các nhà phân tích dự đoán việc đóng cửa có thể nghĩa rằng là cái giá giao hàng sẽ cao hơn. Đó là cái cảnh báo với thời của chính quyền Biden. Theo cái báo cáo thì Yellow Incorporation đã xử lý 49.000 lô hàng từ hàng ngày từ năm 2022, nhưng con số đó là 15.000 lô hàng mỗi tuần. Đó là những gì mà thật sự ngành giao thông đường tải dưới thời của chính quyền Biden phải đối mặt với giá xăng cao dưới thời của Biden. Cũng không ngạc nhiên lắm đâu quý vị, là bởi vì chúng ta có một bộ trưởng bộ giao thông vận tải, đó là anh chàng và cô nàng được mang tên là Vũ Tri Chi. Thì cái cảnh mà ngành giao thông vận tải của nước Mỹ bị phá sản đó có thể đoán trước được, và đó là kinh tế Bidenomics. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.